Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Minh Hải TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Minh Hải TV trong suốt thời gian qua. Hôm nay thì Minh Hải TV xin mời quý vị và các bạn đến với khu vực đường Vành Đai 3 của Hà Nội để mà xem những cái hình ảnh mới nhất, cập nhật nhất về những cái dự án đang tiến hành ở trên cái tuyến đường Vành Đai 3 này. Và ở trên đoạn mà chúng ta đi đây là hướng từ phía Mai Dịch đi ra phía Nam Thăng Long, tức là đoạn đầu cầu Thăng Long đấy. Thì ở trên cái tuyến đường này là cái tuyến đường mà thuộc vào Vành Đai 3 của Hà Nội, và nó lại đang triển khai hai cái dự án song song. Một cái dự án là xây dựng cái cầu cạn đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long, và một cái dự án thứ hai là dự án mở rộng cái đường Vành Đai 3. Và hai cái dự án này đang tiến hành song song với nhau. Thì cái dự án thứ nhất là cái dự án xây dựng cái cầu cạn đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long ấy, là cái dự án sử dụng cái nguồn vốn ODA của Nhật Bản với tổng cái chiều dài nó khoảng rơi vào khoảng 5,3 km, nằm vào địa bàn của các cái quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tức là cái đoạn đường này đi qua hai quận. Và cái hạng mục chính của cái dự án này là chính là cái công trình xây dựng cầu cạn dài khoảng 4,7 km, được thiết kế theo cái tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN, quy mô là với 4 làn xe, và vận tốc thiết kế của nó đặt ra là 100 km một giờ. Đấy, tức là cái tiêu chuẩn đường rất là cao. Và bề rộng điển hình của cái cầu cạn này là 24 m, kết hợp với cả cái nhịp mà sử dụng cái dầm Super T. Riêng ở cái vị trí mà hai nút giao là chỗ đường Hoàng Quốc Việt và cái chỗ Tây Thăng Long, tức là cái nút giao theo quy hoạch ấy, thì sẽ bố trí cái kết cấu là cầu thép. Cái kết cấu cầu thép thì quý vị và các bạn cũng đã thấy ở một số các video Minh Hải TV đã đưa trước đây, thì cũng sử dụng cái kết cấu cầu thép rồi. Cái dự án mà làm cái cầu cạn này thì không phải yêu cầu về cái việc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên thì hiện nay thành phố Hà Nội cũng đã đang đầu tư một cái dự án nữa là dự án mở rộng đường Vành Đai 3, đoạn Mai Dịch cầu Thăng Long. Quý vị và các bạn cũng đã biết cái thông tin là người ta cũng phải đốn hạ và di chuyển rất là nhiều các cây xanh nằm trên cái đường Phạm Văn Đồng để mở rộng cái đường Vành Đai 3 này. Thì chính là cái dự án mở rộng đường Vành Đai 3 đoạn Mai Dịch cầu Thăng Long. Chính vì vậy là nó dẫn tới cái việc là hai cái dự án nó có sự chồng lấn về cái công địa thi công, và tiến độ triển khai dự án cầu cạn Mai Dịch Thăng Long này nó phụ thuộc vào việc mà hoàn thành và bàn giao cái công địa thi công này của cái dự án mở rộng đường Vành Đai 3. Đấy, hai dự án nó phụ thuộc vào nhau. Đây là những cái hình ảnh mà quý vị và các bạn có thể thấy là đang xây dựng những các cái trụ bê tông dành cho cái phần đường trên cao này. Phía bên tay trái, những cái dãy nhà cao tầng kia chính là khu thành phố giao lưu. Minh Hải TV cũng đã có những cái video quay về cái khu vực này cho quý vị và các bạn xem rồi. Thế thì nói lại về cái dự án này thì đoạn trên cao thì là dự án xây dựng cầu cạn Mai Dịch Nam Thăng Long là do Ban Quản lý Dự án Thăng Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Và các cái nhà thầu thi công, nhà thầu tập trung thi công liên tục trong cái giai đoạn mà từ khi mà khởi công, và dự kiến là vào khoảng cuối năm 2020 sẽ hoàn thành cái dự án này để mà khớp nối đồng bộ với đường Vành Đai 3 ở dưới thấp, tức là đường Phạm Văn Đồng này. Khi mà dự án này hoàn thành thì nó sẽ góp phần là khơi thông một trong những cái tuyến đường giao thông thuộc dạng quan trọng nhất của thủ đô, và nó hiện nay nó đang luôn luôn trong cái tình trạng quá tải. Thì đây là những cái hình ảnh mà Minh Hải TV đã cập nhật ở cuối năm 2018, đã có những cái hình hài của những cái trụ bê tông được xây dựng để cho xây dựng những cái phần mà đường trên cao đoạn đường Vành Đai 3 này. Cái dự án mà đường Vành Đai 3 mở rộng ấy, thì mức đầu tư của nó rơi vào khoảng 3.110 tỷ đồng. Sẽ có là tổng cộng 6 làn xe với cái tốc độ là 60 km/h, tức là phần mà đi ở dưới thấp này là 60 km/h với 6 làn xe, trong đó thì có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp theo một cái tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn đường đô thị chính cấp 1.
và dự án mở rộng đường Vành Đai 3 là do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư. Với cái tổng chiều dài của cái dự án này nó lên vào khoảng 5,5 km. Và theo tính toán thì tổng mức đầu tư 3.110 tỷ đồng này thì 1 km đường sẽ hết khoảng 565 tỷ và 1 mét đường là hết 565 triệu đồng. Đấy là con số mà dự toán ban đầu. Riêng cái đoạn mà trước cửa cái khu đô thị Sipucha kết hợp với đường 30m thì hai làn xe hỗn hợp, hai làn xe cơ giới. Trên 5,5 km đường là sẽ có 5 cái cầu vượt dành cho người đi bộ. Và cái tuyến đường nghìn tỷ này sẽ đi qua các cái nút giao là Trần Quốc Hoàn rồi Hoàng Quốc Việt. Đây là hai cái nút giao mà có cái lượng phương tiện qua lại cực kỳ là đông đúc. Và đặc biệt là trên cái đường Hoàng Quốc Việt là nơi mà tập trung nhiều cái tòa nhà cao tầng, trường học. Nên là vào cái giờ cao điểm nó thường xuyên xảy ra những cái việc là ùn ứ. Và để mở rộng cái tuyến đường này thì Hà Nội sẽ phải thu hồi khoảng 391.000 mét vuông đất, khoảng xấp xỉ 392.000. Và giải phóng tổng cộng là 796 hộ dân và 55 cơ quan. Bố trí tái định cư cho khoảng hơn 600 cái hộ sẽ là tái định cư. Và cái thời gian thực hiện cái việc này là diễn ra trong những cái năm 2016-17 rồi. Người ta đã khởi động cái dự án này để mà làm những cái việc đó rồi. Và cái dự án mở rộng này thì nó chia thành hai gói thầu xây lắp. Một là cái gói thầu ở cái đoạn Mai Dịch Cổ Nhuế là sẽ dài khoảng 2,6 km là do nhà thầu liên danh Sumitomo Mitsui và nhà thầu Senco 4. Hai nhà thầu này liên danh và sẽ thực hiện cái gói này. Và còn cái gói số 2 là cái đoạn Cổ Nhuế đến Nam Thăng Long, tức là hướng phía trước mặt chúng ta đây, sẽ là dài 2,6 km do liên danh Tokyu và Taisei thực hiện. Cả hai cái gói thầu này lần lượt được khởi công vào khoảng giữa năm 2018. Thì ở gói thầu số 1 thì ngay sau khi mà được bàn giao mặt bằng thì các nhà thầu đã dựng các cái rào chắn để mà thi công ngay, huy động 4 cái đội thi công để khoan cọc nhồi và làm việc liên tục 24/24 giờ để mà đảm bảo tiến độ. Và đến cái thời điểm này thì theo như quan sát thì có vẻ là người ta đã khoan được khoảng trên 100 cọc rồi. Và những cái bãi đúc bê tông, bãi đúc dầm này cũng đã được chuẩn bị. Và dự kiến là đến khoảng cuối năm 2018, hết năm 2018 thì người ta cũng sẽ có những cái dầm đầu tiên người ta đặt lên cái đoạn này. Ở cái gói thầu số 2 thì nhà thầu chính là Tokyu Taisei cho biết là trên công trường luôn có khoảng gần 150 kỹ sư và công nhân liên tục 3K. Và nhà thầu phụ là Likoji 12 đã thi công được khoảng độ hơn 100 cái cọc khoan nhồi này rồi. Dự kiến là đến khoảng tháng 2 năm 2019 thì sẽ hoàn thành cái việc là thi công cọc và vượt cái tiến độ so với cả yêu cầu. Thì đề cập tới cái quá trình thi công cái dự án này thì Ban Quản lý Dự án Thăng Long cũng cho rằng là việc Hà Nội triển khai đồng thời hai cái dự án trên đường Vành Đai 3 này, tức là cả dự án phần mở rộng đường Vành Đai 3 phía dưới thấp này và cái dự án xây dựng cái cầu cạn ở trên cao, thì cũng đã giúp cho Ban Quản lý dự án này thuận lợi rất là nhiều. Thứ nhất là cái nút thắt về cái việc giải phóng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ. Bên cạnh đó thì hai cái dự án được triển khai thì sẽ dễ nhìn ra được những cái bất cập khi mà thực hiện để mà điều chỉnh cho nó kịp thời. Cụ thể thì trước đây khi mà phê duyệt dự án cầu cạn Mai Dịch Nam Thăng Long thì chưa có cái dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng, thì Hội đồng nghiệm thu nhà nước đã yêu cầu là phải tính toán thiết kế cái nút giao cầu vượt Mai Dịch cho nó phù hợp. Đây là cái trục mà có lượng lưu thông rất là lớn cho nên là cần phải được nghiên cứu thiết kế rất là kỹ và một cách khoa học, nếu mà không là sẽ gây ra những cái bất tiện khủng khiếp luôn. Và nó sẽ gây ra cái áp lực lên cái nút giao thông Hoàng Quốc Việt và một số các cái tuyến đường lân cận ở quanh đó. Theo như là phân tích nói trên thì cầu vượt Mai Dịch sẽ được tiến hành điều chỉnh thiết kế theo cái hướng mở rộng ra mỗi bên khoảng 5 mét để mà có được cái hai cái làn đường đô thị
Và điểm đáng chú ý nữa là nếu mà gầm của các cái đoạn cầu cạn này đã được đưa vào khai thác trước đây để mà trồng cỏ thì làm giải phân cách, thì tới đây sau khi mà hoàn thành phần cầu cạn mới thì phần gầm từ Mai Dịch tới Nam Thăng Long sẽ được làm đường và bố trí cho 2 đến 3 làn xe để mà không lãng phí cái quỹ đất. Và Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Thăng Long và các cái nhà thầu là khẩn trương thi công trên các cái phần mặt bằng mà đã tiếp nhận. Thì cái việc tiếp nhận mặt bằng đến thời điểm này thì Ban Quản lý Dự án mới tiếp nhận được khoảng hơn một phần nửa cái phần mặt bằng, và hiện còn khoảng 2 km nữa trên tổng số là 5,3 km là chưa được bàn giao. Và tập trung chủ yếu là ở cái phần thuộc Cổ Nhuế và cái phường Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm. Và hai cái địa bàn này cũng đang khẩn trương là tiến hành để đẩy nhanh cái tiến độ về giải phóng mặt bằng để giúp cho cái dự án này triển khai được nhanh hơn. Và rõ ràng thì sau khi mà cái tuyến đường này nó hoàn thành thì nó sẽ kết nối được cái đường vành đai 3 từ Linh Đàm, Mai Dịch đến Thăng Long. Và cái kết nối giao thông này từ nội đô sẽ đi được qua sân bay Nội Bài và liên kết với các cái khu vực công nghiệp lớn ở phía Bắc của Hà Nội cũng như là các cái tỉnh phía Bắc rồi Đông Bắc, qua bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát đi về phía Nam. Do đó thì cái việc mà mở rộng đường vành đai 3 của khu vực này nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với thủ đô. Đồng thời là cái việc mà mở rộng cái tuyến đường vành đai 3 này sẽ góp phần quan trọng cho cái việc phát triển hạ tầng giao thông và cái giải quyết về cái ùn tắc giao thông trên cái tuyến đường Phạm Văn Đồng. Đấy là một trong những cái nút giao phức tạp và có cái lưu lượng lớn. Ví dụ như là chỗ Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế rồi Nguyễn Hoàng Tôn. Thì công trình này sẽ dự kiến là hoàn thành vào khoảng cuối 2020, nhưng mà cũng có thể là sẽ chậm lại một chút do cái việc giải phóng mặt bằng. Thì hiện nay chủ yếu là cái tiến độ này nó bị ảnh hưởng bởi cái công tác giải phóng mặt bằng mà thôi. Quý vị và các bạn hãy để lại những ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận phía dưới video này. Minh Hải TV xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đóng góp cho Minh Hải TV ngày một phát triển hơn. Quý vị và các bạn hãy nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Đừng quên là nhấn nút đăng ký và bấm thêm quả chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những cái video mới nhất của Minh Hải TV. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.